Ngắn hơn, ít hơn một chút. Sức khỏe hôm nay kém cái học. Tắt đèn rồi. Nói là mắt đi. Theo cái chương trình thì tôi đã làm siêu âm tinh. Và sau đấy thì anh Thắng có nói rằng là nên bỏ ăn một buổi, bỏ một chút về cái sức khỏe. Vậy như vậy thì năm buổi tôi sẽ đổi một buổi nói về tim và một buổi cuối cùng thì đóng cửa cái sức khỏe. Chương trình chung thì vẫn thôi. Và do vậy cho nên là cái thời gian nó cũng không nhiều. Đối với những lớp chuyên khoa 1 hoặc là khoa 2 đội thì tôi được bố trí có một buổi chiều. Một buổi chiều mà nó hết toàn bộ cái tim thì nó rất là khổ. Còn đây thì lớp ra thì nó ở trong cái tầm chúng ta sẽ thực hiện các kỹ thuật siêu âm với sự tin và khẳng. Và cái chương trình này tôi không rõ lắm, chúng ta học được bao nhiêu buổi rồi và có những buổi nào về cái nói về cái tư duy siêu âm chưa. Và như vậy tôi cứ khởi đầu bằng một cái phần ngắn một chút về cái siêu âm chung nhất, tức là cái nguyên lý siêu âm ứng dụng trong cái cảm giác cảm ơn nói chung và đối với cái sơ tim nói riêng. Như vậy thì ta biết là nói về cái siêu âm thì chung thì không nói nhiều, tôi chỉ nói là một số vấn đề cơ bản nhất, tức là siêu âm là những cái sóng âm được sử dụng trong cái thăm khám thì các tần số thường dùng nhất là từ 1 MHz cho đến 12 MHz. Đến 1 đến 1,5 đến 2 MHz là cái gì? Cái tần số như vậy thông thường nhất là sử dụng cho những cái siêu âm xuyên sọ. Còn tần số cao hơn 10-12 MHz là sử dụng cho các siêu âm ở nông. Còn sau này nữa người ta có thể sử dụng tần số cao tới 20 hoặc 30 MHz là sử dụng với những cái đầu dò siêu âm khá là mạnh. Như vậy thì ta biết rằng là với tần số siêu âm mà càng cao thì cái độ xuyên sâu, cái chiếc trường khảo sát càng nông, và tần số càng thấp thì cái khả năng xuyên sâu, tức là trường khảo sát càng sâu. Ngược lại thì với tần số cao thì độ phân giải rất tốt, ví dụ 12 MHz thì độ phân giải có thể tới 1/10 mm. Còn đầu dò thông thường là 3.5 MHz thì lần chúng ta chỉ có thể phân giải được khoảng độ 1/3, thậm chí 1/3, 1/2 mm thôi. Do vậy mỗi một cái tần số nó có một cái lợi thế riêng, nó có lợi ích riêng và nó có những cái khuyết điểm. Như vậy thì khi mà sóng âm như vậy trong cơ thể thì nó sẽ bị những hiện tượng gì? Khi mà sóng âm cơ thể thì về mặt vật lý thì nó sẽ bị một số hiện tượng, ví dụ như mà cái tia siêu âm nó bề mặt có cái sự trở ăn âm khác biệt giữa hai cái môi trường, thì như vậy nó sẽ tạo ra một số những cái hiệu ứng, nhất là một số là bị như vậy là bị phản xạ, một số thì bị khúc xạ, một số thì đi xuyên tiếp. Đấy là nói về cái sóng âm là như vậy. Ngoài ra thì nó bị môi trường hấp thu cái năng lượng sóng âm, và như vậy càng đi sâu thì sóng âm càng hấp thu được nhiều, và khi bị phản xạ trở lại từ phía xa quay trở về đầu dò thì tiếp tục bị hấp thu. Như vậy thì sóng âm càng đi xa cái mức năng lượng hay cường độ sóng càng giảm xuống. Ngoài ra thì sóng âm còn tạo nên một số những cái tác dụng về mặt sinh học. Một là tác dụng sinh nhiệt, ta để đầu dò một chỗ rất lâu và sẽ thấy rằng cái vùng da đấy cảm giác ấm lên. Với người bình thường hay với cái môi da thì cái nhiệt độ ấm lên đấy 1-2 độ C có thể không quan trọng, nhưng mà đối với này những cái mô có cái nhiệt cảm cao, ví dụ như là cái ống mặt, ví dụ như là cái phôi ở những cái tuần đầu tiên và một số cái mô khác, thì nhiệt độ tăng lên 1-2 độ C cũng là một vấn đề và tác dụng gây những tác dụng khác. Do vậy trong trường hợp làm siêu mắt với đầu dò mà có cái sử dụng cái phổ cấp lơ hoặc là mọc
thì người ta không để lâu bật lên trong vòng một số giây rồi ngắt đi. Đối với đồng lò sưng tim phân tử quả cũng vậy, người ta có một ống chế nhiệt, tức là khoảng chừng độ từ nhiệt độ cơ thể 37 độ cho đến 44 độ C là máy ngừng. Nếu các bạn tắt đi sâu lâu quá, nhiệt độ tại chỗ tăng lên trên 44 độ thì máy đã ngừng, bởi vì nó tránh hiện tượng bỏng trên niêm mạc. Ngoài ra thì sóng âm nó là sóng cơ học, nó có thể đập vào cái mô, nó nén mô lại. Hết xung đó thì cái mô lại giãn ra, tức là xung động nó tạo cái mô có sự nén giãn. Cái sự nén giãn đó nó vô cùng nhỏ mà mắt chúng ta không thể thấy được, nhưng mà sự nén giãn đó nó sẽ tạo ra cái hiệu quả là gì, nó tạo ra cái sự tích tụ dần các cái vi và khí. Những phân tử khí cái sự giãn ra như vậy tích tụ lại một chỗ như thế tạo thành vi và khí, và sau nhiều lần như thế thì có thể cái quả khí lớn dần lên và đến lúc nào đấy nó sẽ bị vỡ. Mà vi và khí mà để vỡ ở trong tế bào là vỡ tạo những cái thành phần đề cảm, ví dụ như là nằm cạnh cái gen chẳng hạn, thì dẫn tới là những cái biến đổi cái gen, và đấy chính cái chúng ta mà cái tác dụng có thể sinh ra một cái không và xấu đối với trường hợp dùng siêu âm cường độ cao, siêu âm màu của cái phôi mới những vật thể này. Nói thì nói thôi, nhưng thực tế người ta nói rằng với cái năng lượng sóng âm khoảng độ 3 microwatt trên một cm vuông thì như vậy là hầu như không ảnh hưởng gì tới sức khỏe con người. Chính vì vậy cho nên là ta yên tâm sử dụng, nhưng mà người ta khuyến cáo rằng vẫn có một số cái thận trọng. Ở đây là tôi muốn nói đến cái chuyện là tại sao mà nói những điều như vậy. Trong một số những loại là quốc sản, tán sản, rồi phán sản, rồi là huy thẳng tiếp tục đi vậy, thì cái mà chúng ta quan tâm nhất là cái sóng phản sản. Tức là sóng năng lượng dò đi vào trong mô cơ thể, xong một quá trình vật lý nó bị yếu dần đi, rồi đến gặp một cái mô có sự phản hồi âm thì sẽ tạo ra một sóng âm quay trở về đầu dò. Và cái đầu dò ta dùng hiện nay là một đầu dò mặt phản âm, mặt phản siêu âm, và cách ngang của cơ thể chúng ta thì nó tạo ra một cái mặt cắt, và mặt cắt đấy cùng vô vàn các cái điểm, và mỗi cái điểm mà sóng âm đi qua sẽ có một cái phản âm nhiều hay ít. Phản âm nhiều thì là màu sáng trắng, phản âm ít thì nó chỉ gọi là sáng, và phản âm không có thì nó chống âm thì là màu đen. Và một cái bản đồ điểm hồi âm gồm vô vàn điểm sáng tối như vậy tạo ra một mặt phẳng thể hiện là cái mặt cắt mà sóng âm đi qua, đấy chính là nhạc siêu âm đen trắng mà ta cùng thấy. Và ta biết rằng do cái lý do là sóng âm đi trong cơ thể nó bị khúc xạ, bị phản xạ, bị tán xạ, bị hấp thu như vậy thì nó sẽ yếu dần đi. Do vậy cho nên là quan tâm đến cái chuyện gọi là phù trừ hay là bất đạt âm. Như vậy thì trên máy sẽ phải có những bộ phận là quách đạt âm, tức là cái sóng âm trở về nó yếu rồi thì ta sử dụng máy để quách đạt lên. Quách như thế nào? Thì ở máy nó có hai cái phần quách đạt mà trong thực hành ta phải biết, đấy là quách đại âm theo toàn bộ chiều sâu của cái sóng âm đi qua, tức là quách đại âm theo toàn bộ cái chiều hình gọi là kiên trung. Và thứ hai là quách đại âm theo độ sâu. Thì ở cái máy hiện nay có thể có tùy theo từng loại một, có thể có phân chia làm nhiều cái độ sâu khác nhau. Có máy thì có 4 mức thôi, 4 tầng gạch, có máy thì 8, có máy thì 10, thậm chí có máy tới 12 cái tầng gạch như vậy. Như vậy thì chúng ta biết rằng đấy là quách đạt theo độ sâu, và người ta thấy rằng những cái nếp ở nông thì quách đạt ít hơn, những nếp ở sâu thì quách đạt nhiều lên. Do vậy cái hệ thống tầng gạch người ta cũng để ví dụ nhiều cái này thể gạch ở cái ở trên nông thì ít thôi, cái ở vừa vừa tăng dần lên, tăng dần lên và tăng dần lên, cuối cùng là tạo cái đường cắt làm sao cái quách đạt cho mình nó vừa tầm mắt của chúng ta nhìn để nhìn thấy. Và như vậy sử dụng cái siêu âm thì ta thường xuyên phải liên quan đến cái kênh chung, tức là tăng giảm nhịp độ sáng cái hình và hai này liên tiếp theo độ sâu. Cái điểm thứ hai trong cái phần siêu âm đấy là cái hậu tốt lớn, tức là nó có sự nhanh chóng. Ta hình dung rằng là cứ mỗi một cái điểm sóng âm đi qua nếu gặp phản xạ âm
thì nó cho ta một cái điểm có thể là sáng hoặc tối, là tùy theo cái mức độ gây hồi âm của cái mô đó và tổ chức đó. Nhưng mà trong khảo sát ấy, thực tế thì ta quan tâm cái chuyện ngoài cái chuyện là cái mô đó phản xạ âm nhiều hay ít, thì ta còn quan tâm đến là liệu cái mô đó có chuyển động không, hay là cụ thể hơn là có dòng máu chuyển động ở trong cái mô đó không, hay đó là mạch máu hay không mạch máu. Chính vì vậy chúng ta phải ứng dụng những cái hiệu ứng vào để giúp đỡ. Mục tiêu của hiệu này là gì? Mục tiêu của hiệu này là phát hiện ra được cái dòng chảy ở trong cái trường âm mà chúng ta khảo sát. Thế tại sao mà sóng âm thanh lại có thể phát hiện ra cái dòng chảy? Làm sao có thể biết nó chảy theo hướng nào? Làm sao có thể biết vận tốc của dòng chảy đó nó là bao nhiêu? Và như vậy thì chúng ta phải tận dụng vào hiệu ứng vật lý là hiệu ứng tốt hơn. Hiệu ứng này dựa trên một cái nguyên lý là nguyên lý tốt hơn. Thì ở đây tôi cũng chắc là ta biết là nó có ở trong nguyên tài liệu đó. Thì tôi chỉ nói ba cái ý của nó là gì. Một là nếu như sóng âm thanh thì dùng một từ cái cây bút này chiếu lên và gặp một cái màn hình, mà thì đó đứng nhiên một chỗ, thì như vậy tần số mà sóng âm từ đời phát ra gặp đối tượng nó tạo ra một sóng âm phản hồi trở về đầu dò, thì cái tần số của cái sóng âm đó, tần số sóng phản hồi sẽ đúng bằng tần số phát ra. Như vậy là không có sự chênh lệch về mặt tần số sóng phát ra và tần số sóng đi về, tức là cái delta f bằng không. Thế trong trường hợp mà vật này không đứng yên mà nó có sự chuyển động thì sao? Nếu như vật này mà chuyển động về cái hồi dò thì nó có một cái hiện tượng xảy ra là cái sóng hồi âm này khi trở về nó sẽ là một sóng có tần số cao hơn so với tần số sóng phát ra. Và khi tần số cao như vậy thì cái chênh lệch tần số delta ấy sẽ là bằng một con số dương. Và khi nó vẽ lên màn hình là cái phổ đi lên trên trường không gọi là phổ dương. Và nếu ta quy tốt rằng phổ dương có màu đỏ thì cái sự chuyển động này sẽ được thể hiện là một cái sự chuyển động có màu đỏ. Nếu như vận tốc càng nhanh thì tần số này càng cao. Tần số càng cao thì sự chênh lệch tần số càng lớn. Và như vậy chúng ta sẽ thu được cái phổ càng cao hay cái màu càng sáng chói. Ngược lại, nếu như một cái vật có thể di chuyển ra xa đầu dò, thì cái tần số sóng trở về, sóng hồi âm sẽ là tần số chậm hơn hay thấp hơn so với tần số sóng phát ra. Và như vậy chúng ta sẽ thu được một cái hiệu số tần số delta là con số âm. Một con số âm được thể hiện là cái phổ đi dưới đường không. Và quy ước cái phổ đi dưới đường không thì sẽ có một sạch. Và như vậy thì cái dòng chảy đi xa đầu dò được quy ước là phổ âm hoặc là dòng chảy có một sạch. Đấy là nguyên không dùng nhất. Trong một số trường hợp các bác sĩ làm thì cũng không lúc nào cũng để nguyên như vậy, mà có khi lại thích càng là không. Cái gì nó chảy về gần tôi thì nó màu xanh, cái gì nó chảy của tôi thì nó màu đỏ. Ví dụ như vậy thì là người ta sẽ chỉnh trên cái phím nút ở trên cái máy điều khiển. Như vậy thì tóm lại là gì? Mặt về mặt quy ước thì dòng chảy đi về phía hồ dò là màu đỏ, dòng chảy đi xa hồ dò thì màu xanh, chứ không bắt buộc nó là động mạch hay tĩnh mạch gì cả. Động mạch hay tĩnh mạch được cũng chảy về gần đầu dò là màu đỏ. Nhưng một số trường hợp bác sĩ lại không dùng như vậy, thì đấy là chuyện riêng của từng người sử dụng. Người ta sẽ nhìn lên cái màn hình người ta biết. Một điểm nữa, trong quá trình làm cái siêu phút lơ thì có một cái điểm mà ta cần quan tâm. Tức là gì? Tức là cái vận tốc dòng chảy máy siêu âm có thể cho phép đo đạt được dựa vào cái công thức. Công thức này được tính là cái vận tốc dòng chảy sẽ bằng cái sự chênh lệch của tần số sóng phát ra của chúng ta delta f nhân với C. C là gì? C là cái vận tốc lan truyền sóng âm trong cơ thể. Nó được coi là một hàng số 1540 m/s. Tùy theo từng mô nó có thể khác nhau,
nhưng mà trung bình lại gọi là 1.540 mét trên giây vô chuyển trong cơ thể, à, chuyển âm trong cơ thể. Tần số F0 như vậy, cái tần số F0 là tần số mà đầu dò phát ra. Như vậy ta biết là toàn bộ tần số sóng phát ra, biết tần số sóng thu về máy nó biết và nó tính được con số thì là đẹp đẽ. Như vậy toàn bộ đều một hằng số, chỉ có một số nó thay đổi tùy theo cái điều kiện của chúng ta, đấy là cái con số của quốc đàn tạng, tức là cốt quả góc giữa sóng siêu âm và đặc trạm mà có khám phá. Như vậy thì khi mà cái điện quốc đàn tạng sẽ có giá trị là từ 0 cho đến âm 1 hoặc là dương 1. Ta hình dung nếu như dòng chảy đây mà đầu dò siêu ta để đúng ở vị trí giữa này để khảo sát màu hoặc để khảo sát phổ, nghĩa là gì? Nghĩa là sóng siêu sẽ đi vuông góc với dòng chảy, tạo góc là 90 độ mà cốt của 90 độ thì bằng 0. Lúc này nếu cốt của 90 độ bằng 0 thì dù cho cái vận tốc này có bằng bao nhiêu năng lượng thì vì cốt đang bằng không rồi thì cái V nó sẽ vẫn bằng không, nghĩa là nó có chạy mà ta không biết, nó vẫn chạy đấy mà ta không biết là vì ta để đầu dò không đúng cách. Như vậy để đầu dò vuông góc với dòng chảy thì như vậy nó sẽ không phát hiện được dòng chảy ở cả trên phổ lẫn trên mỏng. Ta để đầu dò làm sao nó tạo một góc gần như trùng với dòng chảy, càng trùng với dòng chảy nó lên bằng tốt. Và thông thường người ta cố nói rằng là được đến dưới 30 độ thì tuyệt vời, vì dưới 30 độ nó chỉ sai số khoảng độ 3% thôi. Ví dụ hoặc là xuôi theo chiều hành chạy hoặc là đón hành chạy đều được, nhưng mà góc nó càng nhỏ thì cốt alpha càng lớn, góc càng nhỏ cốt alpha càng gần bằng 1, và gần bằng 1 thì như vậy là cái vận tốc được tính toán chính xác nhất. Hiện nay các máy đều cho chúng ta một cái phím núm xoay để điều chỉnh góc, điều chỉnh góc, nhưng mà điều chỉnh trên cơ sở chúng ta để góc tốt, ví dụ 30 hoặc 45 độ thôi, điều chỉnh trên cơ sở góc tốt. Còn nếu anh để gần 90 độ anh không chỉnh được bao nhiêu thì không được. Do vậy cố gắng làm sao để đầu dò nó gần như trùng với chiều đồng chảy hoặc là ngược hoặc là xuôi, nhưng mà gần như trùng thì ta sẽ được một cái phổ đẹp, một cái màu đẹp. Và nếu không có thì rất là xấu và thậm chí là không phát hiện được dòng chảy mặc dù có. Đây là vấn đề rất quan trọng trong cái khảo sát sự màu, màu trong tim, màu trong mắt hoặc là màu chảy trong các cái mạch máu trong mô đều kể cả. Một số cái kiểu siêu âm chỗ A thì nó phổ biến lắm rồi. Những ngày đầu tiên có siêu âm người ta phát hiện ra kiểu A, tức là gì? Khi mà có một cái vật nào đấy tạo ra một cái phản xạ âm thì cái phản xạ đó được tạo thành cái vạch, cái vạch, và phản xạ càng mạnh thì vạch càng cao, phản xạ yếu thì vạch thấp. Cái này đầu tiên là chỉ dùng cho đo cái vang nạp đổ, tức là vang có cái đầu dò để ở ngay vị trí cái khóc đường thái dương bên này, bật một cái để in được cái hình. Thế thì những cái đầu dò là tần số chỉ độ 1 mmHg thôi. Thế ở cái chỗ bản sò này nó bằng cái mặt đến cái đường giữa trong này, trong sò bằng cái mạch thứ hai, đến bản sò bên này là mạch thứ ba. Như vậy chỉ có 3 cái mạch thôi, và người ta chỉ quan tâm là cái mạch ở giữa này nó có bị lệch sang bên nào không, để chẩn đoán là có cái khối trang chỗ chèn đẩy trong não không, quá là phổ biến nên chúng ta cũng chả hay dùng đâu. Từ B là mỗi một điểm gây hồi âm tạo ra một điểm sáng. Như vậy thì tập hợp các kiểu B, các cái điểm sáng này cho nó ra cái kiểu 2D, tức là siêu đen trắng mà ta phải dùng vòng 2D. Vật kiểu T mà là gì? Nhưng mà đầu dò chỉ phát ra một tia siêu âm, tia siêu âm đi từ da qua mô nào đấy hoặc qua tim vân vân rồi xuống. Thì ở mỗi một cái điểm, mỗi một điểm
có mùa đông thì nó sẽ tạo ra một điểm sáng, tạo một điểm sáng. Và nếu toàn bộ màn hình không di chuyển thì tất cả điểm sáng nó tạo thành một cái bạch thẳng đứng. Chúng ta hình dung rằng là đây, cái điểm sáng này đây là một điểm thôi. Nếu như cái màn hình không di chuyển thì cái điểm này lúc nào nằm ở đây. Nhưng ta hình dung đây, cầm màn hình nó kéo đi đấy. Màn hình tiếp kiến, màn hình tiếp kiến. Thế như vậy là gì? Thì khi cái điểm này nó di chuyển lên xuống do tim quốc nào, cái vách này nó lên nó xuống như này, đáng ra nó mạch thành một vạch thẳng đứng. Thì do mình kéo màn hình đi thì nó tạo hình, tạo hình di động, hình sin hoặc là hình m, hình cái lúc gì đấy, có thể là cái kiểu m. Tức là cái điểm sáng này được di chuyển theo thời gian, tên gọi là tm. Hiện nay hình như chỉ còn có tim và một số trường hợp mạch là có sử dụng cái tm này, còn hầu hết các cái siêu âm tổng quát sẽ không dùng. Một số máy thì siêu âm thai thì cũng còn dùng để đo cái tim thai, còn là hầu không dùng, trừ có siêu âm tim và một số trường siêu âm mạch. Phần còn lại là những cái siêu âm nó mới hơn, ví dụ siêu âm với chất đạn âm. Cái này thì một thời phát triển nhưng vì chất đạn âm này rất đắt, một cái ống thuốc chất đạn âm có thể giới hạn trăm đô, do vậy hiện nay chỉ dùng trong nghiên cứu. Siêu làm người mô thì ta vẫn biết là hiện nay đang phát triển với một số cái máy đánh giá cái độ cứng của cái mô đã khảo sát. Siêu màu chúng ta dùng ruler để phủ màu cái hình cái trắng, như vậy là siêu màu. Siêu điều hòa, điều hòa thì là một cái tên kỹ thuật thôi chứ không phải một cái cấu trúc thì khác biệt nữa. Người ta nói là khi mà sóng âm đi vào trong mô cơ thể, khi phản xạ lại nó không chỉ phản xạ với tần số đúng bằng tần số Faraday mà nó còn có những cái sóng hòa âm có tần số bằng bộ số lần của cái sóng Faraday, có thể là 2 hertz hoặc 3 hertz vân vân. Và cái tần số đó là cái tần số này được phát ra từ chính cái mô mà chúng ta khảo sát, cho nên nếu thu được nó thì nó tạo hình ảnh trung thực hơn, trung thực hơn để tạo cái cấu trúc mô. Do vậy trên một số máy mới người ta sẽ đưa ra bộ lọc âm và lọc cái tần số gọi là bộ số và tần số phát ra để tạo các hình ảnh như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Trong các máy có thì các doanh nghiệp tôi thấy là đôi khi chúng ta bật cái TI này thì nó đẹp hẳn lên, nhưng đôi khi bật TI thì lại nhòa đi. Tóm lại là cái sóng có tần số bằng bộ số phát ra ấy, nó đi qua mô cơ thể, nó về cái đầu giò thì có khi cường độ đủ mạnh thì nó đẹp, cường độ không đủ mạnh thì nó xấu. Do vậy trong quá trình làm chúng ta cứ cẩn thận, nếu xấu ta lại bỏ đi. Rồi sơn Doppler mô. Doppler mô là gì? Ví dụ với cái sơn Doppler thông thường thì chúng ta có thể khảo sát được vận tốc dòng chảy 5, 10, 15, 20 cm. Với độ liên tục có thể tới 5 đến 10 mét trên một giây. Nhưng những cái trường hợp mà muốn đo cái vận tốc nhỏ của cái mô cơ thể, ví dụ mô cơ tim, vận động mô cơ tim nó thấp hơn, tần cái tốc độ nó thấp nhưng mà quan trọng, như vậy người ta sẽ đưa ra một cái gọi là tách cái sóng ngang và tạo thành cái sóng lúc lượng mô để khảo sát sự chuyển động chậm của mô cơ tim. Rồi là siêu âm 3 chiều, 4 chiều vân vân. Thì đây là một vài cái nét mà chúng tôi xin giới thiệu qua. Và này tôi chỉ giới thiệu chúng ta biết như vậy thôi, chứ nó không có vấn đề gì hết.